刚才就说到五月广场，然后准备去那里吃聚餐，好吧？sợi bữa nay ở trong cái túi còn đem theo có gì sợi đi bữa nay xách túi vậy đó thôi giấy đồ chơi có tiền không không có tiền á mẹ mới có tiền sợi không có tiền mẹ mới có tiền bữa nay Di dắt cho hai anh em đi lên trên đây đi ăn thịt nướng là cô chú đang buffet vô trong đó ăn cái gì thì lấy cái đó. Ở phía trước kia đi đâu cũng nắm tay em hết chưa. Đi mua vé cô chú ơi, vé của Di Di Văn Xanh là 168 đồng. Trời còn nhỏ thì không có tính tiền. Giờ con ngồi đây mẹ đi lấy đồ ăn à. Anh thì đi lấy đồ ăn rồi, Văn Xanh thì đang đi coi ăn gì đi chọn lấy lại ăn đó. Văn Xanh thì lấy cua, lấy tôm, mực, kia lấy ốc. Ở đèn cơ sở gì à? À, chào bác. Lấy xong hết á, ở đây Văn Xanh nướng. Rồi hồi nãy giờ á mẹ với anh đi lấy đồ ăn rồi ngồi ở đây ăn là muốn no luôn hết rồi. Coi ăn không? Anh gói cho con ăn. Bữa nay chỉ có hai nhúm cháo với xoài thôi, ba người. Thật sự ăn. Ăn này chắc thật sự là còn món xin gia sư còn sáng hủy lễ là bào là vô sư phán. Ăn này chiều về là không ăn cơm luôn. Ăn hơi chập cô chú, vậy ăn no rồi, ăn không nổi nữa, ăn keo nghỉ chút ăn tiếp. Ăn no chưa? Dạ, ăn no rồi. Ăn no rồi muốn đi đâu chơi nữa? Đi chơi. Cái gì? Đi chơi. Cởi ngựa chứ ựa là gì? Cởi ngựa. Cởi ngựa. Cởi ngựa. Ông nói đàng hoàng mới dẫn cho đi. Cởi ngựa. Cởi ngựa. 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 Chú dẫn đi nha. Dạ. Sư bảo mẹ. Sư bảo. Xì xin chè à. Lại. Đây bắt xe ở bên kia, ở bên đây nghịch đường cô chú, đi qua là phải bắt xe qua rồi về, phải bắt xe đợi về qua bên kia rồi mới bắt xe về quê được. Sòi nó muốn chơi cởi ngựa, dẫn cho sòi qua bên kia cho sòi chơi một chút rồi về. Bây giờ giận nữa nè cô chú, nó không cho đi chơi đâu, đi về thì giận nó mỏ nhọn ra nữa đó. Anh nói chơi mà, đi dẫn ra đi chơi nè, bữa nay hết chua mỏ giờ tới chề mỏ rồi đó. Đi để dẫn ra đi chơi, chơi xong mới về quê. Hậu hứa à, chờ ấy xin xin mèo quá đây. Giận là thôi là nắm tay đi nha, hay giận hờn.
kia chơi nha. Tại vì bữa nay mưa rồi tao không mở rồi biết sao giờ. Vậy bữa dẫn qua sòi qua anh kia chơi nha chịu không? Chứ giờ sao mày muốn dắt con lại đây mà bữa nay người ta không có mở cửa cho chơi rồi. Đi về hay làm sao mày dẫn cho đi qua công viên chơi nha. Sâu đời vậy. Đi, về. Thì bữa mày dẫn qua công viên chơi. À. Chào ba. Đây về. Em mưa người ta không có mở ra cho chơi rồi. Đây. Về. Đi về ngày mai mốt gì mày chở ra công viên chơi nha. Công viên cái chỗ mà ba dẫn con đi ra chỗ đất cày ngựa đó. Chịu không? Chứ giờ sao giờ đi về. Về thôi. Ai thất vọng rồi. Đều có muốn dẫn con ra đây chơi mà người ta không mở rồi sao chơi được. Buồn rồi, hồi nãy anh chọc đã buồn rồi, bây giờ không có gì chơi càng buồn nữa. À, đi về, trời bữa dẫn cho đi chơi buồn. Nhảy xeo ha. Ta giận rồi còn cười nữa. Một đứa thì hay quạo hay khóc, một đứa thì hay chọc. Thôi đó. Nhờ đứng đây bắt xe về quê cô chú ơi. Đây trời mưa nữa. Xe về tới quê rồi. Đi ghé đây lấy xe. Cho hai đứa nhỏ đứng mình đó. Để chạy qua đón về. Cái đường chỗ này bữa hổm giờ người ta đào cái đường ống ở dưới á. Người ta đào đường này lên. Cô cái điện thoại kia. Trên này. Em lấy kiếm con chơi rồi sao cái bánh này cho em ăn nữa kìa. Cái bánh này cho em ăn đây em ơi nè. Đó bà nội cho em rồi. Hai tay chứ. Con cầm cái này. Mốt đưa đồ ăn trong bà là phải đưa bằng hai tay nha. Mới mà cho sòi cao chống nắng. Muốn trên mạng rồi chứ. Nãy về ghé ngoài chợ lấy luôn. Tao lại hỏi bà nội coi đẹp thôi. Nắng lên nè. Mua cho sòi cao chống nắng. Không sao. Mua trên nó rộng rộng chút xíu gì nè. Năm sau nữa là con mặc được luôn. Chứ nhỏ quá là nó nhỏ xíu luôn. Thích à?
Sao đẹp quá hả? Sao dài quá hả? Đâu có dài vừa đó. Không dài đâu vừa. Nếu như mà mua cái số nhỏ hơn cái nữa là mặt nó nhỏ, nên là mua cái số này mặt vừa luôn. Mua số này nó là xòi mặt vừa, chứ mua cái size nhỏ hơn cái nữa là mặt nó hơi chật chút xíu, hiểu không? Hiểu chưa? Bữa nay ở nhà bà nội đi cột dây cho cái vàng đậu đũa, hôm qua cắm cây rồi bữa nay cột dây à. Rồi đi nấu cơm chiều. Nhiều khi cũng muốn đưa ông bà nội đi ra ngoài chơi ăn mấy cô chú. Ở đó mình cũng có, giống như là mình quay rồi cũng được. Ông bà nội không đi gì hết trơn á, ở nhà không à. Rồi hết giận chưa? Tại vì không phải là cái chỗ đó mẹ không dẫn con đi chơi, nó là lại cái chỗ đó người ta trời mưa người ta không có mở ra cho chơi. Để bữa nữa cái mẹ dẫn con lên công viên chỗ mà hay ba hay dẫn con lên trên đó chơi ha. Tao cười lên cái kìa, hết giận rồi. Mẹ nè, anh chọc con. Ừ, anh chọc con. Anh chọc con mà anh chọc con anh giỡn mà. Đúng không? Đừng có phun đồng đại, tao phun lọt ra. Nó như đó phun ra ăn được cái tiêu đâu gì? Thế ăn cơm gì? Rau muống xào, ăn với chao. Thế nào? Hôm nay rồi cũng cái gì? Anh lại sống như vậy rồi. Cái gì? Mấy con dê nó kêu dữ thiệt, nó kêu từ sáng mà tới chiều tối. Ở mấy cái lùm cây nó còn kêu dữ nữa. Hết cái mùa hè này mới hết. Gà nó coi bà nội có ăn nào bị thảy ra trên ăn, nó đứng nó đợi đó. Con kể cho ông bà cho chú nghe cái này nè. Hôm nay bà lại mua 8 bộ bồ đồ cho con luôn. Ông giữ hỏi con mua cái nào dở mà giỏi cho con. Con nói ba mua nhóc trên trò chơi cho con rồi. Hôm qua bà ngoại, con nói bà ngoại mua cho con mấy bộ? 4. Rồi bữa nay kia tới 8 bộ luôn. Bà ngoại gửi đồ bộ qua cho thời mặt mùa này cho mát nè. Hôm qua sợ nó có 4 bộ thôi. 4 bộ màu gì với màu gì? Màu tỏ, màu hồng, màu xanh, màu tím, màu vàng, màu trắng. Rồi ra mấy bộ rồi? Ra 6 bộ luôn mày. Mà bà ngoại gửi qua cho sòi tới 8 bộ luôn. Sao rồi mẹ? Bà ngoại thích con, bà ngoại mua cho con. Bà ngoại gửi qua. Bà ngoại mua cho con nói gì cho bà ngoại? Cảm ơn. Nói làm sao? Dạ cảm ơn. Cảm ơn ai? Dạ cảm ơn bà ngoại. Ngoại gửi qua 10 ngày nó nhận được mặc hết cái mùa hè này luôn, mặc chống mát, mặc đồ ton. Dạ phải. Ngoại hỏi sòi gì Việt Nam chơi không? Sòi muốn về không? Không. Tại Tết về luôn. Tại Tết về với ba luôn. Ba cũng về nữa. Ba cũng về bên nhà bà ngoại chơi. Ba tự nói hả? Ừ, ba nói Tết đừng nghỉ làm, ba về. Ba mẹ con về luôn. Tàu Út, ở nhà tàu Út. Ừ.
người qua anh nhà. Anh đi không mẹ? Anh đi không được. Sao không? Anh chưa đủ 18 tuổi. Nếu như muốn đi thì phải đi cùng ba hoặc là mẹ, chứ mình không có dắt anh đi theo được. Nhưng anh chắc Lâm bự rồi, muốn tự đi được. Anh Nhân Xanh nhỏ không có đi với mình được. Ồ, anh cũng thích cha mẹ hả? Anh có cha mẹ, nhưng mà cha mẹ không có đi nên là anh không có đi được. Hiểu chưa? Ồ. Ai mà không có cha mẹ? Tao ơi mà. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, cuối cùng nói gì nè? Thì mỗi ngày kết thúc video đó con nói gì với ông bà cô chú? Cảm ơn ông bà cô chú xem video của mẹ to. Ông bà cô chú tắm ngủ chưa? Sao nữa? Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Chúc ông bà cô chú ngủ nha. Mơ đẹp. Mơ đẹp. Bye bye. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, bye bye. Tối sao ngủ nằm mơ thấy sòi.